Chào mừng các anh, các chị, các bạn đã trở lại với kênh bán hàng của Family Car Hải Dương. Và hôm nay Hiền Kim lại tiếp tục giới thiệu cho toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe hạng sang phân khúc hạng D. Đó là chiếc Toyota Camry 2012 bản 2.4G, xe lắp ráp tại Việt Nam, mang biển số 36A028205. Xe chạy chuẩn hơn 10 vạn, một chủ chính chủ từ đầu, km chuẩn. Và hiện tại xe đang được chào bán tại Family Car Hải Dương, địa chỉ là số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh. Quý anh chị xem xe thì xin vui lòng đến trực tiếp địa chỉ giao dịch trên, hoặc liên lạc qua số điện thoại 0978 607 555 hoặc 0941 337 888 để được tư vấn hỗ trợ về rút hồ sơ, thủ tục sang tên đổi chủ, thủ tục vay vốn ngân hàng. Và bây giờ Hiền Kim sẽ quay một vòng chi tiết xung quanh nội thất, sơn vỏ, máy móc của chiếc Camry 2012 bản 2.4G phân khúc xe hạng D cho toàn thể quý anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Xe rất là đẹp luôn ạ. Cam kết cho quý anh chị, xe không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin, cột kèo keo chỉ zin, sơn vỏ có bắn tỉa một chút theo thời gian, nội thất ra nguyên bản. Bản 2.4 nó sẽ mức tiêu thụ nhiên liệu tầm vào 10 lít quý anh chị nhé, 19 đến 10 lít thôi, dòng này nó chỉ đi như vậy thôi ạ. Xe rất là đầm chắc, xe form dáng trường dài và ghế ngồi rất là rộng rãi, sang trọng và nó cũng rất là đẳng cấp theo thời gian, bền bỉ. Giá tiền đang chào bán là 620 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 50-60% giá trị xe. Thống đèn gầm, đèn bi xi nông, thống tản nhiệt phía trước. Xe khá là đều đẹp xe. Về phần đông đùng và ngập nước thì bên em cam kết bảo hành cho quý anh chị. Ghế chỉnh điện điều hòa tự động, màn hình camera lùi đầy đủ. Màn hình camera lùi đầy đủ, xe đẹp từ trong ra ngoài. Phím tích hợp trên vô lăng. Xe order đến hơn 10 vạn nhé. Nội thất ra nguyên bản. Chạy phải tầm 11-12 vạn rồi đấy ạ. Chạy chuẩn km vạn chuẩn. Cam kết không đâm xô, không ngập nước. Thế mà sẽ quay phần máy cho toàn thể quý anh chị và các bạn tham khảo qua. Xi nhan được tích hợp trên gương. Máy cũng đã được vệ sinh qua rất là sạch sẽ.
tổng thành chiếc Camry 2012 bản 2.4 xe lắp ráp tại Việt Nam. Giá tiền là 620 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Cốp để đồ phía sau là cực kỳ rộng rãi luôn ạ. Xe này dài hơn 5 mét. Đăng ký kênh của Family Car để được cập nhật rất là nhiều những cái dòng xe khác nhau, và đến trực tiếp địa chỉ giao dịch chính là số 100.5 đường Trường Chinh để được xem xe và lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp nhất.